Đây là một buổi hội thảo kết nối giao thương của công ty OBC với hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cách thức vận hành của OBC là kết nối doanh nghiệp của từng lĩnh vực giống nhau với nhau và tạo thành chuỗi phát triển dựa vào sự tương quan, hỗ trợ của các lĩnh vực tương đồng. Đã có nhiều doanh nghiệp tìm được nhau thông qua sự liên kết này. Chúng tôi kết nối giao thương với hơn 30 tỉnh thành của Việt Nam nhằm mục đích kích hoạt hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong cái giai đoạn sau dịch Covid. Và với cái mục đích này thì chúng tôi có thể truyền tải cái thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ Việt Nam là gì? Ở đây chúng ta còn có nhiều công cụ, đặc biệt với công nghệ 4.0, chúng ta có thể kết nối trên toàn quốc. Nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh thông qua các hoạt động kết nối đã chỉnh đốn lại hệ thống phân phối của mình tại Bà Rịa Vũng Tàu hoặc tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường tại Bà Rịa Vũng Tàu mà không cần phải xuống tận nơi để quan sát, tìm hiểu thị trường. Thông qua liên kết, các doanh nghiệp đều trở thành vệ tinh của nhau, đều là nhà phân phối cho nhau. Đối với sự kết nối ở ngoài vùng á, thì Long quan tâm nhất là vấn đề kết nối với các cái nhà thầu, với các cái đối tác về cung cấp cái vật liệu xây dựng. Nó đặc biệt ở Vũng Tàu thì có nguồn sắt rất là tốt, thì nhờ thông qua OBC thì Long có kết nối được các nhà phân phối sắt, cũng biết được giá cả thị trường và cũng nắm được. Đặc biệt là còn một vấn đề là về hoàn thiện là kính, thì khi mà nguồn cung ở Phan Thiết là nó coi như là quá tải thì có thể liên kết với các nhà cung cấp đối tác ở Vũng Tàu và thậm chí ở Đồng Nai về mảng nội thất. Trong cái thời gian dịch vừa rồi, đa phần là các doanh nghiệp khó khăn là chỉ những cái tỉnh mà lân cận Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, đặc biệt là Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai là những cái tỉnh mà công ty dễ kinh doanh nhất vì cái việc vận chuyển nó thuận lợi, nó gần cái văn phòng công ty. Đó là cái ưu thế trong cái đợt dịch vừa rồi. Còn các cái tỉnh xa, vấn đề giãn cách, vấn đề vận chuyển không đi được thì công ty gần như là không thể nào mà kinh doanh được. Chỉ kinh doanh được những cái tỉnh gần như mình đã nói, đó là Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, những cái tỉnh mà đem đến cái doanh thu lớn nhất cho công ty trong cái thời gian dịch vừa qua.